Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. chương 81, Một cái đầu. Trăng lên trên cành mô đồng, gió lạnh sương đỏng, bóng cây lay động dưới mái hiên dài của phố dài. Chàng trai trẻ mặc áo choàng đỏ cầm dao bạc mỉm cười, ánh mắt còn lôi cuốn hơn đêm thanh tĩnh. Thiếu gia tuấn tú của gia tộc, dù ở đâu cũng thu hút sự chú ý nhưng lúc này trong mắt mọi người ở y quán, anh như chúa tể âm ti, diêm vương điện ngục, nụ cười cũng phảng phất vẻ lạnh lùng. Sắc mặt của Đỗ Trường Khanh rất khó coi. Không chỉ vì những tội danh vô căn cứ, mà vì sao đêm nay Thế tử Chiêu Ninh Công cũng có mặt. Phải biết rằng những việc này không thuộc quyền của Điện Tiền Tư, anh đến đây làm gì? Đỗ Trường Khanh chân tĩnh lại, cười nói, các vị đại nhân, nhất định là có hiểu lầm gì đó, tiểu nhân kinh doanh y quán nhiều năm, luôn cẩn thận, thật thà, không thể có chuyện giết người chôn xác, chắc chắn là nhầm lẫn. Bùi Vân Ảnh không động lòng, quân tuần nhận được cáo buộc, có người tố cáo y quán các ngươi giết người, giấu xác trong quán, ta đến để kiểm tra. Ai nói bậy bạ vậy? Đỗ Trường Khanh nghe vậy tức giận, ai? Thằng khốn nào tố cáo? Bùi Vân Ảnh không để ý đến anh, từ trong đám lính tuần tra, từ từ bước ra một người người đó mặc áo dài xanh đậm khuôn mặt trắng trẻo hiền lành đầy lo lắng tiến lại gần gọi một tiếng đỗ trưởng quầy bạch thủ nghĩa đỗ trường khanh ngẩn ra ngay sau đó chửi bới là ngươi tố cáo đồ xúc sinh không ra gì lương tâm bị chó ăn rồi dám vu khống y quán của ta không biết xấu hổ đỗ trưởng quầy ta nói sự thật phét lác ngươi thấy ai trong y quán giết người ta không thấy nhưng có người khác thấy. Đỗ Trường Khanh cười lạnh, người nói thử xem là ai. Bạch Thủ Nghĩa chậm rãi cười, nheo mắt nhìn phía sau Đỗ Trường Khanh, anh nhíu mày, quay lại theo ánh mắt của Bạch Thủ Nghĩa, thấy hương thảo đỡ hạ dung dung từ trong tiệm ra. Biểu muội hạ dung dung mắt rưng rưng, sợ hãi nhìn lục đồng, khẽ nói, biểu ca, là ta, ta tận mắt thấy lục đại phu đêm khuya dậy giết người chôn xác trong sân xác dấu dưới gốc cây mai ngoài cửa sổ. Cái gì? Đỗ trường khanh chấn động, lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy trong đầu rối tung. Hạ Dung Dung tận mắt thấy lục đồng giết người. Anh theo bản năng ngẩng lên, nhìn cô gái cầm đèn đứng ở cửa, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu qua cô, trên mặt đất lộ ra một bóng mờ nhạt, gió thổi tà áo, dung nhan như ngọc, vẫn như xưa lạnh lùng. Lục đồng nhìn anh, giọng bình tĩnh, đỗ trường quầy. Ta không giết người." Đỗ Trường Khanh mở miệng, không nói được lời nào. Ngược lại Bùi Vân Ảnh cười, "Có giết người hay không, kiểm tra là biết." Anh giơ tay, "Kiểm tra." Lính Tuần tra phía sau xông vào y quán. Tiếng lục lọi, đổ vỡ vang lên ngay lập tức. A Thành vội vàng đỡ tủ thuốc bị lật, gấp đến rậm chân, "Đây đều là dược liệu, hỏng rồi là không dùng được." Lính Tuần tra không thèm nghe lời một tiểu tử chỉ đẩy anh sang một bên, vén rèm đi vào. Ngân Tranh đỡ A Thành dậy, Đỗ Trường Khanh trong lòng vừa gấp vừa tức, tạm thời không để ý đến Lục Đồng, chỉ vào Bạch Thủ Nghĩa và Hạ Dung Dung chửi, ngươi làm cái trò gì vậy, thông đồng với thằng súc sinh này hãm hại y quán của chúng ta. Ngươi điên rồi sao? Hạ Dung Dung vốn đã sợ, nghe Đỗ Trường Khanh nói càng tủi thân, không nhịn được nức nở. Bạch Thủ Nghĩa thấy vậy, dịu giọng nói: tiểu đỗ trưởng quầy nói vậy không đúng y quán có kẻ giết người chôn xác tất nhiên phải tố cáo tuần tra trưởng quầy trách mắng hạ tiểu thư bảo vệ kẻ giết người chẳng lẽ cũng tham gia lời nói đánh thẳng vào tim đỗ trưởng khanh sắc mặt thay đổi ánh mắt thầm ứng phụng cũng nhìn về phía anh lục đồng lạnh lùng nhìn bạch thù nghĩa diễn trò quay người bước vài bước một lính tuần tra tưởng cô định trốn rút đao quát đi đâu đùng một tiếng vỏ dao bạc khẽ động chắn lưỡi đao của lính tuần tra bùi vân ảnh lạnh lùng nhìn lính rút đao hắn vội cúi người đại nhân anh nói đi xuống có ta ở đây vâng đại nhân lục đồng ngẩng đầu dưới ánh trăng mờ áo thêu hoa văn bạc sáng lấp lánh đứng đây như cây ngọc trước gió luôn thu hút đáng tiếc cũng là cầu nô tài của triều đình Lục đồng tránh ánh mắt anh, nổi gió rồi, ta muốn vào nhà đợi, không biết đại nhân có cho phép. Bùi vân ảnh nhìn áo mỏng manh của cô, khóe môi cong lên. Đúng là lạnh, vào đi. Lục đồng bước vào sân, bùi vân ảnh thu đao, đi theo vào. Bên ngoài lính tuần tra nhìn nhau, trao nhau ánh mắt kỳ quặc. Thế tử triều ninh công đối với nữ đại phu này thái độ thực sự kỳ lạ, quá đổi khoan dung làm gì có chuyện người kiểm tra lại lịch sự với người bị kiểm tra như vậy dù thế tử luôn được lòng các cô nương nhưng anh đối xử với các cô khác cũng không kiên nhẫn thế này chỉ có lục đồng biết sự thân thiện của người bên cạnh giả dối đến mức nào tuần tra an ninh vô xá vốn không thuộc quyền quản lý của điện tiền tư mà anh đêm khuya đến đây không phải ngẫu nhiên mà là vì đã nghi ngờ cô từ lâu thuận nước đầy thuyền đúng vậy bùi vân ảnh đã nghi ngờ cô từ lâu từ khi cô đến nhà họ phạm từ khi gặp nhau ở vườn vô hoài trong chùa vạn ân hoặc có thể sớm hơn tại quầy phấn son ở bảo hương lâu ba cây kim hoa sắc nhọn của chim vẹt xanh đã khiến anh ta nghi ngờ cô anh ta giữ im lặng không phải vì không muốn can thiệp có lẽ chỉ vì chưa có bằng chứng một khi có bằng chứng anh ta sẽ không do dự ném cô vào ngục kết tội tử hình cô nghĩ như vậy nghe thấy giọng anh bên cạnh thật trùng hợp gì vậy lần đầu tiên gặp ngươi ở bảo hương lâu lục đại phu bị lữ đại sơn bắt cóc lần sau gặp ở vườn vô hoài đại lão ra nhà họ kha chết đuối trong biển phóng sinh sau đó ngươi đến nhà họ phạm chữa bệnh cho phạm phu nhân phạm đại nhân bị bắt rồi đến hôm nay quân tuần tra nhận được cáo buộc ngươi giết người chôn xác anh cười giọng nhẹ nhàng như rượu mon thơm giọng điệu mang chút đùa cợt, luôn cảm thấy mỗi lần gặp lục đại phu, xung quanh đều có máu tanh. Một luồng gió thu thổi qua, cành mai trong sân bị gió thổi rung rinh. Lục đồng cúi mắt, nghe giọng mình bình tĩnh. Ta là thầy thuốc, thầy thuốc làm việc với máu, chẳng phải là chuyện thường sao. Đại nhân đang ám chỉ ta mệnh không tốt. Không đợi bùi vân ảnh trả lời, cô ngừng đầu, nhìn vào mắt anh, hơn nữa phạm đại nhân xảy ra chuyện là vì ông ta cấu kết quan lại gian lận thi cử quyền trọng khó giữ lâu địa vị cao dễ suy sụp ông ta tự chuốc lấy liên quan gì đến ta không ngờ cô lại phản bác bùi vân ảnh nhướng mày một lát sau anh thở dài có lý lúc này hai người đã đến sân dưới gốc mai lính tuần tra đang đào bới các phòng đều lộn xộn thẩm ứng phụng chỉ huy lính lục soát làm cho cả nhà xáo trộn Lục Đại Phu thuộc luật Lương Triều, không biết có đọc qua điều này. Anh nhìn lính đảo bới dưới gốc cây, thản nhiên nói, trong thành nếu có án mạng, một khi có bằng chứng, lính tuần tra có thể ngay tại chỗ treo cổ kẻ giết người. Vậy sao? Lục Đồng quay lại, đối diện với anh, vậy bùi đại nhân cứ động thù. Giọng cô bình tĩnh, vẻ mặt không đổi, ánh trăng mờ ảo dọi lên mặt cô, như liễu mềm hoa đẹp, ung dung, không chút sợ hãi cô không hề sợ bùi vân ảnh hưởng lại đưa tay xoa chán vẻ mặt khó chịu chưa tìm thấy bằng chứng mà anh cười nhìn lục đồng chậm rãi nói chúng ta không phải là hoàng thành tư không có bằng chứng không thể tùy tiện bắt người lục đồng gật đầu giọng có chút mỉa mai vậy bùi đại nhân tốt nhất nhanh lên không thì bằng chứng mất hết nghe vậy ánh mắt anh thoáng qua tia sáng nhìn chăm chú lục đồng đôi mắt đen nhánh không thể hiện cảm xúc lục đồng lạnh lùng nhìn lại anh. Người này, xuất thân hiền hách, hưởng lộc tước, lại có nhan sắc tuấn tú, hoài hước, dễ dàng thu hút thiện cảm. Hơn nữa, anh còn rất trẻ. Nhưng từ lần đầu gặp, lục đồng như có thể nhìn thấy sự lạnh lùng và diễu cợt ẩn trong đôi mắt đen rực rỡ của anh. Anh nghi ngờ cô, nhưng không động thủ, như cái bóng không thể rũ bỏ, không vội vã theo sau, chờ đợi cô sơ hờ. Thật đáng ghét, đêm trong gió lặng, sân nhỏ rèm nửa khép hát ánh đèn, sương mỏng đầy ánh trăng, ánh sáng lạnh ngấm vào tay áo, hai người trong sân một cúi đầu, một ngẩng đầu, hai bóng trên mặt đất chồng lên nhau, không có chút lãng mạn nào. Nghe như có tiếng binh khí. Đúng lúc này, lính lục soát trong phòng đột nhiên cao giọng đại nhân. Bùi vân ảnh, chuyện gì? Đầu thầm ứng phụng thò ra từ cửa, do dự một lúc, có phát hiện. Bùi Vân Ảnh nghiêng đầu, Lục Đồng đã cúi đầu, nét mặt giấu trong bóng tối, mờ mờ không rõ. Anh cười cười nhìn Lục Đồng, vào xem. Lục Đồng không nói. Hai người cùng vào phòng. Trong phòng lộn xộn, tủ dương đều bị lục tung, giấy bút trên bàn bị ném xuống đất, dẫm đạp khắp nơi. Đỗ Trường Khanh đứng một bên giận dữ, dậm chân, ngân tranh và A Thành đứng ở cửa đỡ lọ hoa, nhặt quần áo phòng ngủ ngày thường rộng rãi giờ chen chúc nhiều người trở nên chật trội vải lính đang cúi xuống kéo mạnh một vật dưới gầm giường mi mắt lục đồng khẽ động thì ra là một cái xương bằng đồng dài rộng khoảng một thước trên đó có một chiếc khóa nhỏ như đã hoen gì thẩm ứng phụng hỏi phòng này của ai dừng lại một chút lục đồng bước lên trước một bước thưa đại nhân đây là phòng của ta thẩm ứng phụng quay lại Nhìn cô từ đầu đến chân. Cô gái mặc váy áo màu xanh nhạt, không đeo trang sức, chỉ có vài bông hoa quế tươi cài trên tóc, mắt như điểm sơn, mày như vẽ, dưới ánh đèn, quả thật là một mỹ nhân. Một mỹ nhân như vậy giết người chôn xác, nghe cũng thấy vô lý. Hơn nữa đêm nay lính của hắn gần như lục tung cả y quán, ngoài bằng chứng dưới gốc mai chưa tìm thấy, đến giờ vẫn không phát hiện gì. Nếu không phải người tố cáo là người trong nhân tâm đường Thẩm ứng phụng đã nghi ngờ liệu cáo buộc này có phải trò đùa. Hắn hỏi người trước mặt trong dương có gì. Lục đồng đáp là một số thứ thông thường. Nói nhưng không rõ ràng. Nghe vậy Thẩm ứng phụng nhíu mày hỏi tiếp thứ thông thường gì. Thưa đại nhân là một số đồ lặt vặt không đáng giá. Cô càng nói mập mờ Thẩm ứng phụng càng nghi ngờ ra hiệu cho thuộc hạ. Lính kéo dương ra thấy vậy dơ dương lên lắc bên trong phát ra tiếng bịch bịch, như có vật nặng lăn bên trong. Mở dương ra, thẩm ứng phụng nói với lục đồng, ánh mắt đã không còn mềm mỏng, mà lạnh lẽo. Thưa đại nhân, thời gian lâu rồi, không tìm thấy chìa khóa. Trong phòng yên lặng, lính tuần tra không biết từ khi nào đã ngừng. Đỗ trưởng khanh nhìn dương và lục đồng, ánh mắt không giấu được sự nghi ngờ. Nếu chỉ là cái dương bình thường, mở ra là được, tại sao lục đồng lại né tránh giống như đang che giấu điều gì lúc này đỗ trường khanh còn muốn cố gắng miễn cưỡng cười nói lục đại phu chẳng lẽ ngươi giấu tiền sau lưng thiếu ra còn giấu dưới giường thật không hay đâu thẩm ứng phụng quay sang bùi vân ảnh đại nhân ngài xem án này xem ra sắp sáng tỏ ai là người bắt đầu người đó sẽ được lợi vị bùi đại nhân này có muốn tranh công không thẩm ứng phụng không chắc Bùi Vân Ảnh mỉm cười, người tự xử lý đi. Đó là ý không can thiệp. Thẩm ứng phụng vui mừng, không chần chừ, chỉ vào lính nói, đập, đập mở ra. Lính nhận lệnh, không nói lời nào, rút đao bên hông, đập mạnh vào ổ khóa trên dương. Đùng một tiếng, ổ khóa dì xét đứt làm đôi, lung lay rơi xuống ổ khóa, tách một tiếng, rơi xuống đất. Nắp dương cũng bị lực mạnh đẩy mở, từ trong lọc cọc lăn ra một vật được bọc vải. Mấy ánh mắt trong phòng đều nhìn nó. Đây là Hạ Dung Dung và Bạch Thủ Nghĩa Hiếu kỳ bước tới cửa nhìn, á một tiếng hét lên, quay người lại, dùng người Bạch Thủ Nghĩa che tầm mắt, không kìm được run rẩy. Trên nền nhà là một vật được bọc trong vải trắng, bên trong không biết là gì, chỉ thấy được hình tròn và vết máu loang lổ. Đây là một bọc đẫm máu. Mơ hồ hình như là một cái đầu trong phòng im lặng đỗ trường khanh mặt tái mét thẩm ứng phụng vui mừng bằng chứng đây chính là bằng chứng không ngờ nữ đại phu nhìn yếu đuối này thật sự giết người trong y quán còn chặt đầu nạn nhân giấu trong giương dưới giường quả thật quá độc ác đúng là biết mặt không biết lòng hắn hắng giọng làm ra vẻ chất vấn nghiêm giọng hỏi đây là cái gì mặt cô gái dưới ánh đèn trong suốt nhợt nhạt cô mím môi, im lặng. Hạ Dung Dung quay lưng lại, không dám nhìn, giọng run run, trong đó chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là... Thẩm ứng phụng cười lạnh, rút đao bước đến bọc vải, đầu dao nhấc góc vải, định mở ra. Bùi vân ảnh đứng dựa cửa nhìn động tĩnh trong phòng, thấy vậy liếc nhìn lục đồng. Cô gái hơi cúi đầu, thân hình chìm trong bóng tối, bờ vai gầy run lên, như đang sợ hãi. Ánh mắt anh lay động, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ kỳ lạ. Chưa kịp hiểu ra, thầm ứng phụng đã dùng dao nhấc góc vải. Mọi người trong phòng nín thở. Hạ Dung Dung nín thở, nhắm chặt mắt, chờ đợi tiếng thét. Nhưng xung quanh yên lặng, chờ một lát, tiếng thét không vang lên. Cô cẩn thận mở mắt, nhìn Bạch Thủ Nghĩa, thấy anh ta ngơ ngác nhìn phía sau cô, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Vẻ mặt này, anh ta thấy gì? Hạ Dung Dung quay người, lấy hết can đảm nhìn nhanh về phía vật mờ mờ trong phòng, nhìn một cái liền ngẩn ra. Mảnh vải bị mờ hết, vải trắng dính vết máu, ánh đèn sáng rọi một cái đầu trong dương. Đầu đẫm máu, bị chặt từ cổ, hai mắt mờ to, nhìn mọi người. Đó là một cái đầu heo. Heo, có ai lên tiếng cho tôi không? mươi 82, hãm hại. Đèn đuốc yên ắng ánh nến chiếu lên cái đầu heo đẫm máu dưới đất, kinh hãi và kỳ dị. Dù thẩm ứng phụng tự cho mình là người đã từng trải nhiều, lúc này cũng không khỏi bàng hoàng. Đầu heo? Bọc vải không phải là đầu người sao? Sao lại là đầu heo? Hắn cố dụi mắt, cố gắng phân biệt rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Nhưng dù nhìn thế nào, cái đầu đầy lông, béo tròn, tai to đó vẫn không thể nhầm lẫn với đầu người. Đúng là một cái đầu heo hạ dung dung nhìn chằm chằm vào cái đầu heo trong bọc ngơ ngác nhìn lục đồng lục đồng tại sao lại có đầu heo ở đây đây cũng chính là điều thẩm ứng phụng muốn hỏi bất kể có giết người hay không một cô gái bình thường sẽ không đặt một cái đầu heo đẫm máu dưới gầm giường như vậy lục đồng khẽ cười giọng nói mang chút ý vị châm chọc sao luật pháp quy định giết người là có tội chẳng lẽ giết heo cũng không được thẩm ứng phụng bị chẹn họng Lập tức nhận ra mình bị cô gái này châm chọc, liền thay đổi sắc mặt, nghiêm giọng, lời thừa thải bớt nói, "Ta hỏi ngươi, tại sao lại đặt đầu heo dưới gầm giường?" Lục Đồng vừa định trả lời thì ngoài sân lính tuần tra đã reo lên, "Đại nhân, đã đào ra rồi. Đồ vật dưới đất đã đào ra rồi." Đỗ Trường Khanh ngạc nhiên, "Thật sự có đồ vật?" Cảm giác yên tâm khi nhìn thấy đầu heo liền bị thay thế bởi sự lo lắng, hắn cắn răng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Thẩm ứng phụng cũng không thể tiếp tục hỏi Lục Đồng, liền bước nhanh ra ngoài xem xét. Chỉ còn lại Bạch Thủ Nghĩa, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đi theo đám người trong phòng ra ngoài. Còn lại Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh, một người là nghi phạm, một người là chỉ huy sứ, hắn nhìn cô cũng là điều dễ hiểu. Lục Đồng vẫn cầm chiếc đèn, ánh sáng mờ ảo làm nổi bật vẻ đẹp mềm mại của cô, nhưng cũng che giấu đi biểu cảm trong mắt bùi vân ảnh đi bên cạnh cô thản nhiên hỏi dưới cây có gì lục đồng dừng lại một chút cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thăm dò của đối phương nhẹ nhàng cười đại nhân không tự mình đi xem sao nói xong không để ý đến anh ta nữa cô cầm đèn bước ra sân dưới gốc mai trong sân lính tuần tra đang tụ tập ở giữa sân có một cái bọc vải đã được mở ra lộ ra một nửa thân heo đẫm máu màu trắng mập mạp bốn chân và đuôi dù nửa thân đã bị mổ phanh nhưng dưới ánh trăng vẫn rõ ràng là một con không nửa con heo heo hạ dung dung sững sờ đứng tại chỗ đỗ trường khanh vừa nhẹ nhõm lại vừa nghi ngờ nhìn lục đồng hỏi lục đại phu cô có thù oán gì với con heo này sao đầu heo dưới giường thân heo chôn trong sân lục đồng đang làm gì thế Thẩm Ứng Phụng cảm thấy nhức đầu, muốn hỏi một loạt câu hỏi, nhưng lúc đó ngoài cửa y quán có tiếng ồn ào, Lính tuần tra dẫn một người đàn ông vào sân, nói với Thẩm Ứng Phụng: "Đại nhân, người này muốn gặp ngài." Người mới đến là một người đàn ông cao lớn, thân hình cường tráng, mặc một chiếc áo ngắn bằng vải trắng, lộ ra cơ thể rắn chắc. Vừa vào sân, anh ta liền nói: "Lục đại phu, nghe hàng xóm nói có quan sai đến tìm cô." tôi nghĩ có thể vì chuyện thịt heo nên tới đây giúp cô giải thích thịt heo thẩm ứng phụng cau mày nhìn anh ta ngươi là ai người đàn ông gãi đầu cười ngượng ngùng tôi là đái tam lang bán thịt heo ở cửa chùa đái ký đái tam lang một lính tuần tra kinh ngạc thốt lên có phải là anh chàng bán thịt heo nổi tiếng gần đây không nụ cười của đái tam lang trở nên ngại ngùng đúng là tôi Thẩm ứng phụng không hài lòng nhìn lính vừa nói, rồi quay lại đái tam lang, đái tam lang, người đến gặp ta có chuyện gì? Đái tam lang định trả lời thì thấy nửa thân heo bị đào lên trong sân, liền nói, thì ra đã đào ra rồi. Anh ta nhìn thẩm ứng phụng, giọng điệu trở nên nghiêm túc, đại nhân, nửa con heo trong y quán của lục đại phu là do tôi bán cho cô ấy. Đái tam lang, bán cho cô ta. Thẩm ứng phụng ngạc nhiên. Lúc này, ngân tranh đột nhiên thở dài nhìn lục đồng cô nương cần gì phải giấu diếm hay là nói rõ mọi chuyện đi đỗ trường khanh quay đầu nói gì lục đồng khẽ cúi đầu rồi ngẩng lên ánh mắt trở lại bình tĩnh cô thở dài thôi được chuyện này vốn không định nói ra nhưng giờ hiểu lầm càng lúc càng lớn không nói rõ không được đành phải giải thích cô bước đến gốc cây đưa chiếc đèn cho ngân tranh Nhìn vào thân heo đẫm máu trong sân. Vài ngày trước, tôi định làm một loại thuốc mới, loại thuốc này cần nguyên liệu và dược dẫn rất đặc biệt, nửa bát máu heo mới chết, tim, phổi, ruột, dạ dày heo được chôn 3 ngày trong bùn ẩm và thịt đầu heo đang thối rữa. Tôi biết những nguyên liệu này không khó tìm, nhưng y quán là nơi khám bệnh bốc thuốc, nếu để người ta thấy máu me đầm đìa sẽ gây hoảng sợ. Hơn nữa, người mua thuốc thường chỉ quan tâm đến thuốc đã thành nếu thấy nguyên liệu không ổn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý uống thuốc của họ trong đêm giọng cô nhẹ nhàng dễ nghe chậm rãi kể chính vì lo lắng điều đó nên tôi đến tiệm thịt đái ký mua con heo đợi đêm khuya không có ai tôi kéo con heo về chôn dưới gốc cây cái đầu heo cũng được tôi bọc kỹ đặt dưới giường để đến lúc thối giữa mở dương ra cũng vô dụng tôi định tránh gây hoảng loạn mới làm vậy không ngờ bị người khác thấy lại không ngờ gây ra hiểu lầm kỳ lạ này. Cô mỉm cười nhìn Hạ Dung Dung, giọng điệu đầy ẩn ý. Mọi người bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là để làm thuốc mới. Điều này không phải không thể, thường nghe nói một số loại thuốc mới cần nguyên liệu kỳ lạ, như côn trùng, móng tay, tóc, đá đều có thể dùng làm thuốc, nói là thịt heo thối cũng không phải không có. Đái Tam Lang liền nói, đúng là vậy, chính đêm qua Lục đại phu đã đến kéo con heo tôi thấy cô ấy nhỏ nhắn yếu đuối, đặc biệt chọn con không béo, bát máu heo cũng do tôi lấy cho cô ấy. Nếu các đại nhân không tin, có thể đến tiệm tôi xem, nửa con heo còn lại chưa bán hết, ghép lại có thể ghép được một hai miếng. Người chứng vật chứng đều có, muốn gán tội giết người cho lục đồng quả thật khó. Thẩm ứng phụng mặt mày ủ rột, lôi kéo nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ tìm được nửa con heo chết. Phi hắn còn cố gắng thể hiện trước mặt bùi vân ảnh lần này thật là mất mặt nghĩ vậy thẩm ứng phụng lườm bạch thủ nghĩa nếu không phải tên này thề thốt lúc báo cáo hắn cũng không dính vào vụ này bạch thủ nghĩa mặt mày tái nhợt hạ dung dung bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của hắn hạ dung dung cắn môi ban đầu cô sợ nghĩ rằng đêm nay lục đồng sẽ bị quan binh bắt đi lúc đó cô sẽ phải hứng chịu cơn giận của đỗ trường khanh nhưng vì có Bạch Thủ Nghĩa chia sẻ cơn giận, nỗi sợ của cô không còn quá mãnh liệt. Nhưng dưới gốc cây mai trong sân, đào lên lại là nửa con heo chết. Sao có thể là heo? Rõ ràng đêm đó, cô ghé mắt vào khe cửa sổ, gió mùa thu lặng lẽ, cô nghe thấy lục đồng và tỷ nữ nói chuyện, mơ hồ có chữ thi thể rất rõ ràng. Đêm đó chiếc áo choàng của lục đồng dưới ánh đèn có vết máu loang lổ chiếc áo choàng giờ thành mảnh vải bọc đầu heo, máu càng nhiều, càng thẫm, gần như thấm hết vải trắng. Không đúng, không đúng. Hạ Dung Dung chợt tỉnh. Đái Tam Lang nói, anh ta giết con heo đêm qua, nhưng áo choàng của Lục Đồng đã dính máu từ hôm trước rồi. Cô ta đang nói dối. Mắt Hạ Dung Dung sáng lên, nắm lấy tay áo của Đỗ Trường Khanh, chỉ vào Lục Đồng, giọng run run vì xúc động. Cô ta đang nói dối tôi đã thấy cô ta từ đêm hôm trước mang về áo dính máu chứ không phải đêm qua đây hoàn toàn là hai việc khác nhau cô ta cố tình đánh lạc hướng các người cô ta thực sự đã giết người thẩm ứng phụng tỏ vẻ nghi ngờ lục đồng lại giữ vẻ bình tĩnh nhìn hạ dung dung nhẹ nhàng nói hạ tiểu thư có lẽ đang mơ hoặc nhìn nhầm cô cứ nói tôi giết người nhưng cây dưới đất là thịt heo gầm giường là đầu heo nếu tìm thấy quần áo dính máu khác cũng được chỉ bằng miệng lưỡi không đủ để kết tội tôi cô có lẽ có điều gì bất mãn với tôi hạ dung dung bị nghẹn lời cô lấy đâu ra bằng chứng mọi bằng chứng đều bị lục đồng xóa sạch chiếc áo dính máu có thể đã bị cô ta thay hoặc thấm đầy máu heo không thể nhận ra ngay cả bạch thủ nghĩa cũng bắt đầu nghi ngờ cô hạ dung dung vừa tức vừa lo cảm thấy oan ức trực giác mách bảo cô lục đồng chắc chắn đã giết người Nữ đại phu trông yếu ớt này, trong đêm khuya thanh vắng, có thể lộ ra vẻ lạnh lùng mà người khác khó nhìn thấy, giống như đêm đó cô ta đầu độc con thỏ vô tội. Con thỏ, Hạ Dung Dung như bừng tỉnh, không quan tâm đến mọi người xung quanh, cô hét lên, "Tôi không nói dối, cô mới là người nói dối, cô không phải là đại phu cứu người. Tôi đã thấy cô đầu độc con thỏ, tôi nhớ rất rõ, con thỏ đó có vòng lông đen quanh mắt, rất đáng yêu." nhưng cô đã cho nó uống thuốc độc trong bếp. Con thỏ, lục đồng nhìn cô vẻ nghi ngờ, rồi lặng lẽ bước đến góc sân. Trong góc có một cái giỏ tre lớn, bên trong đầy những cục lông mềm mại, lục đồng nhìn rồi từ từ nhấc một con ra, ôm trong lòng. Là con này phải không? Hạ rung rung sững người. Con thỏ mắt đen, nằm gọn trong lòng cô, ngoan ngoãn và hiền lành. Ánh sáng mùa thu chiếu qua bức tường cổ, kinh đô lạnh lẽo, cô gái đứng trong ánh đèn mờ, gió thu cuốn lấy vai áo, mùi hương từ những nhành quế trên tóc, như nước hồ tuyết, như trăng trong ao lạnh, như tiên nữ trong trăng. Cô bình tĩnh, mỉm cười nói. Hạ tiểu thư nói gì vậy, con thỏ này không phải đang khỏe mạnh sao? Hạ rung rung kinh ngạc, lùi lại vài bước. Sao có thể? Sao có thể? Rõ ràng cô đã thấy con thỏ đó chảy máu từ bảy lỗ. Chết ngay lập tức, sao nó lại xuất hiện ở đây mà không hề hấn gì? Nhưng Hạ Dung Dung cũng nhận ra, đây chính là con thỏ đó. Đỗ Trường Khanh mua thỏ về, đều do cô và Hương Thảo chăm sóc. Con thỏ mắt đen này rất đáng yêu, cô rất thích, thường ôm nó chơi. Nhưng sau đêm thấy lục đồng đầu độc thỏ trong bếp, Hạ Dung Dung sợ hãi, giao việc chăm sóc cho Hương Thảo. Cô nhìn Hương Thảo, thấy cô ta cũng ngơ ngác. Rõ ràng trước đó cũng không biết con thỏ này từ đâu mà có. Cô ta thả nó vào lúc nào? Hạ Dung Dung ngẩng lên nhìn Lục Đồng, cảm thấy lạnh thấu xương. Lục Đồng đã mua một con thỏ giống hệt sao? Vậy cô ta chuẩn bị từ khi nào? Chẳng lẽ mọi chuyện đêm nay đều nằm trong tay cô ta? Thẩm Ứng Phụng đã chán ghét trò chơi này, nhận thấy đêm nay không thể thu được kết quả gì có ích, cảm thấy vừa mệt vừa mất mặt, cũng giận luôn cả người Tố Giác Bạch Thủ nghĩa. Hắn nhẫn nhịn cơn giận với Bạch Thủ Nghĩa, đi đến trước mặt Bùi Vân Ảnh, ngượng ngùng nói: "Có vẻ đêm nay là một sự hiểu lầm, tất cả đều là lỗi của hạ quan, chưa điều tra rõ đã vội vàng lục soát, làm phiền tiểu Bùi đại nhân phải đích thân đến y quán đưa lệnh, hạ quan thật xấu hổ." Bùi Vân Ảnh không để tâm, mỉm cười: "Không sao, buổi tối trong cục không có việc gì, nhờ phúc của Thẩm đại nhân, đêm nay nhiều biến cố, cũng coi như giải khuây." hơn nữa cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì anh liếc nhìn cô gái đứng trong sân cô đã trốn vào bóng tối dưới mái hiên khó thấy được cảm xúc thẩm ứng phụng thở phào may mà vị tướng quân này không giận ngân tranh cười bước tới nói là lỗi của chúng tôi mới dẫn đến hiểu lầm này các đại nhân đều lo cho sự an toàn của chúng tôi nên mới cẩn thận trách nhiệm như vậy làm phiền các đại nhân phải chạy một chuyến lỗi là của chúng tôi Cô đưa một cây túi nhỏ cho một lính tuần tra, giờ cũng đã khuya, quán nước chè trên Tây Nhai đã đóng cửa, mọi người cầm lấy uống nước chè ở thành Nam, coi như tấm lòng của chúng tôi. Thẩm ứng phục ánh mắt lay động, không thể không nhìn ngân tranh thêm một lần, y quán này không nói gì khác, tỷ nữ đúng là hiểu chuyện. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ, về thôi, đang định rời đi thì ngoài cửa lại có một lính tuần tra vội vàng chạy vào. Đại nhân, đại nhân, lại chuyện gì? Dưới chân núi Vọng Xuân phát hiện một nam tử vô danh chết. Ồ, thẩm ứng phụng dừng chân. Đúng là kỳ quái, bình thường chẳng có chuyện gì. Lính tuần tra ăn không ngồi rồi, đêm nay lại ồn ào như vậy, chẳng lẽ bọn họ định làm việc đàng hoàng sao? Hắn hỏi, chết từ lúc nào? Pháp y đã xem chưa? Đang trên đường đến Vọng Xuân Sơn, anh em đi trước truyền tin về, người đó tự lấy đá đâm vào cổ, trông như tự sát nhưng ngập ngừng cái gì lính tuần tra nhìn bùi vân ảnh một chút có vẻ khó xử bùi vân ảnh liếc nhìn sao lính tuần tra cắn răng nói nhưng trên người nam tử vô danh đó phát hiện một cây túi trên đó theo tên của đoạn tiểu yến người của cục người của cục thẩm ứng phụng giật mình chuyện này lại dính dáng đến cục sao à một giọng nữ vang lên hóa ra là người của cục bùi vân ảnh mỉm cười lạnh lùng nhìn cô gái lục đồng bước tới vài bước bước ra khỏi bóng tối dưới mái hiên lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp chả trách tướng quân lại sốt sắng đến y quán bắt người như vậy ánh trăng chiếu lên người cô làm khuôn mặt trắng như ngọc của cô càng thêm thanh khiết cô hơi ngẩng đầu nhìn anh ta giọng điệu rõ ràng là ngạc nhiên nhưng nụ cười lại châm chọc và khiêu khích hóa ra là kẻ cắp la làng chương 83, bệnh cũ. Ánh đèn im lìm, bóng trăng mờ di chuyển nhẹ nhàng ngoài cửa sổ vài bước. Lục đồng đứng trong tiếng thu hiu quạnh đối diện với người trước mặt. Vị tiểu bùi đại nhân vân này khi cười luôn mang theo vài phần phong lưu tươi sáng, không cười thì đường nét trở nên sắc bén. Ánh trăng lạnh phủ lên bộ quan phục màu thâm đỏ của hắn một lớp lạnh lùng, ánh mắt nhìn cũng lạnh lẽo như lưỡi dao, không chút nhiệt độ thẩm ứng phụ ngẩn người trong giây lát, đột nhiên phản ứng lại, trong lòng khổ sở không thôi. Lúc nãy còn khen ngợi người của y quán này khá hiểu chuyện, sao bây giờ lại trở nên không biết điều như vậy? Cái gì mà kẻ cắp la làng, nói nghe thật khó chịu. Quan trọng hơn, bây giờ bằng chứng nghi phạm lại rơi vào tay của ti, hắn có nên tiếp tục điều tra hay không? Nếu tiếp tục điều tra, sẽ không tránh khỏi việc đắc tội với ti, nếu không điều tra, trước mặt mọi người, hắn trông như đang che giấu điều gì đó. Đương nhiên, hắn cũng rất sợ. Nhưng nếu có ai đó tiết lộ chuyện này, sau này hắn còn có thể tiếp tục làm việc ở thịnh kinh không? Thẩm ứng phụng vừa dối rắm trong lòng, nữ đại phu trẻ trước mặt lại nhắc nhở một câu, đại nhân không định đi xem sao? Thẩm ứng phụng, thật đúng là chạm đến nỗi đau. Phía bên kia, đỗ trưởng khanh vốn đã đầy ấm ức vì lời buộc tội vu vơ của đêm nay, Thấy Lục Đồng lên tiếng, lập tức tiếp lời, lớn tiếng nói, người ta vừa tố cáo y quán của chúng tôi, còn chưa có bằng chứng gì, đại nhân đã dẫn người đến y quán lục soát một lượt. Giờ người ta tìm thấy xác và bằng chứng, đại nhân còn ở đây trì hoãn, là ý gì? Ôi chao, hắn thở dài, người ta nói sao mà đúng quá. Câu thơ của Ngô Tú Tài kia nói gì ấy nhỉ? Gì mà cỏ non, gì mà cao thấp. Lục Đồng, núi cao và cỏ non địa thế theo cao thấp đúng đúng người ta là cỏ non trên núi cao còn chúng ta là cỏ trên đất thấp vậy thẩm ứng phụng không nhắc đến thì không sao nhắc đến liền tái mặt ai cũng biết chỉ vì vụ án của mô tú tài ở trường thi mà cả triều đình đều khiếp sợ bài thơ đó giống như lá bùa trong mấy ngày gần đây không biết đã có bao nhiêu quan viên bị lật đổ ngoài thái giám đại thần ra mọi người trong triều đều lo sợ khi nghe đến bài thơ đó sợ rằng cái mũ tai ương sẽ rơi xuống đầu mình chào ôi hắn chỉ là làm theo lời tố cáo mà đến bắt người sao bây giờ lại bị chụp mũ lên đầu cái y quán tồi tàn này toàn những kẻ lắm lời không có ai biết điều cả thẩm ứng phụng không thể xuống thang đang cố tìm một lý do thì nghe thấy bùi vân ảnh nói đi thôi thẩm đại nhân hắn ngỡ ngàng tướng tướng quân chuyện này có liên quan đến ti, hiện nay triều đình đã đủ rối ren, nếu ti gặp rắc rối lúc này, Bùi Vân Ảnh là chỉ huy sứ cũng sẽ gặp phiền phức. Bùi Vân Ảnh mỉm cười, như thể ánh mắt lạnh lùng vừa rồi chỉ là ảo giác. Đã có án mạng, lại liên quan đến ti, tất nhiên nên đi xem. Anh thản nhiên nói, ta sẽ cùng ngài đi. Dù lời nói là dành cho thầm ứng phụng, nhưng ánh mắt lại dừng trên lục đồng. Lục đồng bình thản đối diện với anh. Thẩm Ứng Phụng thở phào nhẹ nhõm. Bùi Vân Ảnh muốn đi cùng hắn, vậy là tốt rồi. Việc xử lý như thế nào, tất cả do Bùi Vân Ảnh quyết định. Nếu sau này có vấn đề, có người hỏi trách nhiệm, hắn có thể nói không liên quan đến mình. Dù sao Bùi Vân Ảnh là thế tử của Tuyên Ninh công, còn hắn thì chẳng là gì, trong mắt đồng nghiệp, hắn cũng chỉ là cỏ non trên đất thấp. Thẩm Ứng Phụng ra lệnh cho các lính tuần, tất cả đừng đào bới nữa theo ta đến vọng xuân sơn một chuyến các lính tuần nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong khi lục đồng đang im lặng quan sát thì bóng dáng cao lớn của bùi vân ảnh đã chặn ánh sáng trước mặt cô lục đồng ngẩng đầu bùi vân ảnh đứng trước mặt cô áo dài thắt lưng mang kiếm bạc đôi mắt như ngọc ánh trăng như nước chảy trên áo màu rực rỡ của anh khiến người ta không khỏi nhớ đến câu thơ mà lục đồng đã học ánh chiều tả nghiêng gió thu lạnh đêm nay người cố nhân có đến khiến người đứng dưới bóng cây ngô đồng đáng tiếc người đứng dưới ánh trăng chờ đợi này chỉ có một bề ngoài đẹp đẽ không khơi dậy được chút sao động nào trong lòng cô chỉ có sự cảnh giác lục đồng im lặng nghĩ từ lúc bắt đầu đến bây giờ ngoài việc khi nghe đến tên đoạn tiểu yến thì mắt anh lóe lên vẻ lạnh lùng cô không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào khác dù rằng bây giờ anh đã biết cô chính là người đã gài bẫy anh Cô quay lại suy nghĩ của mình, nhìn Bùi Vân Ảnh, đại nhân còn có chỉ giáo gì? Bùi Vân Ảnh cúi đầu nhìn Lục Đồng, khẽ cười một tiếng, đôi má lúm đồng tiền dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên rõ ràng. Đêm nay đã làm phiền rồi. Lục đại phu, anh nói, giọng điệu đầy ẩn ý, chúng ta sẽ gặp lại. Phía bên kia, Thẩm ứng Phụng đang dục các lính tuần nhanh chóng hành động, khum núm đưa Bùi Vân Ảnh ra ngoài. Trước khi đi, còn liếc nhìn Bạch Thủ nghĩa với ánh mắt đầy căm ghét. Khi báo cáo nói rõ ràng như đinh đóng cột, làm hắn tưởng rằng đêm nay sẽ có một vụ án lớn, nhưng cuối cùng lại phí công vô ích. Y quán không lo chữa bệnh cứu người, suốt ngày bày trò hãm hại nhau. Khi chuyện này qua đi, hắn sẽ đi tố cáo với hội y để họ quản lý những y quán trên phố này. Khi đến náo loạn, khi đi lại im lặng, chỉ trong chốc lát chỉ còn lại một đống hỗn độn trong sân. Trên mặt đất vẫn còn nửa xác heo dính máu nằm đó, Đái Tam Lang nhìn Lục Đồng, tốt bụng đề nghị, "Lục đại phu, cô còn dùng nửa con heo này không? Nếu không cần, tôi giúp cô mang đi, dù trời lạnh, nhưng thịt heo lớn như vậy, để qua đêm cũng sẽ có mùi." Đái Tam Lang đối với Lục Đồng rất nhiệt tình, đối với anh ta, Lục Đồng như vị thần cứu mạng. Nếu không có Tiểu Tiểu làm sao anh ta có được thân hình khỏe mạnh như bây giờ chưa nói đến việc được quả phụ tôn chiếu cố làm người phải biết ơn lục đồng cúi đầu cảm ơn đái đại ca đái tam lang vội xua tay chuyện nhỏ không cần cảm ơn nói xong đi đến gốc cây trong sân buộc lại cái túi đựng thịt heo cúi người nhấc lên nhẹ nhàng vác lên vai anh ta cũng mang theo cái đầu heo chưa bắt đầu thối giữa bước đi lớn ra khỏi y quán sau khi anh ta rời đi bạch thủ nghĩa cũng chào đỗ trường khanh miễn cưỡng nở một nụ cười tiểu đỗ trưởng quỹ nếu chỉ là hiểu lầm tôi cũng xin phép về trước đỗ trường khanh im lặng chỉ nhìn hắn lạnh lùng cười bạch thủ nghĩa cắn răng dường như rất không cam tâm khi đêm nay không đạt được kết quả giả bộ hồ thẹn chào một cái rồi không quay đầu lại rời khỏi y quán không thèm để ý đến hạ dung đang nhìn hắn một cách thê lương Hạ Dung nhìn Bạch Thủ Nghĩa bỏ rơi mình, để mình đối diện với đống hỗn độn này, nước mắt lập tức rơi xuống, theo bản năng nhìn về phía Đỗ Trường Khanh, biểu ca. Chuyện tối nay đã vượt quá dự đoán của Hạ Dung. Ban đầu cô nghĩ, mặc dù Đỗ Trường Khanh cuối cùng có thể sẽ tức giận vì cô qua lại với Bạch Thủ Nghĩa, nhưng vì là chuyện liên quan đến mạng người, cô giúp Đỗ Trường Khanh thấy rõ bộ mặt thật của Lục Đồng, Đỗ Trường Khanh cuối cùng sẽ hiểu tấm lòng của cô dù sao cũng vì tốt cho y quán nhưng không ngờ cuối cùng lục đồng không sao còn cô lại trở thành trò cười công trạng cứu y quán của cô cũng không còn nên mối quan hệ với bạch thủ nghĩa lại trở thành tội lỗi không thể tha thứ biểu ca đừng nói nữa đỗ trường khanh nói đêm đã khuya không tiện nói nhiều ngày mai ta sẽ tiễn muội về hạ dung sững sờ nước mắt trong mắt cũng quên chảy xuống ý của đỗ trường khanh là muốn đuổi cô đi cô đã quen biết đỗ trường khanh nhiều năm hiểu rất rõ tính cách của biểu ca mềm lòng dễ nghe lời nếu không như vậy làm sao có thể cam tâm bị cha mẹ cô bóc lột nhiều năm như vậy mà không oán hận nhưng anh lại không chút lưu tình mà đuổi cô đi hương thảo thấy hạ dung bị đỗ trường khanh làm cho sững sờ vội vàng nói biểu thiếu ra đêm nay chỉ là hiểu lầm tiểu thư cũng vì lo lắng cho y quán mới hành động như vậy, xin ngài đừng hiểu lầm. Nhưng hôm nay đỗ trưởng quỹ không như mọi ngày dễ nói chuyện. Đỗ trưởng khanh đứng trên bậc thềm, mặt không biểu cảm nhìn hai người, giọng nói hơi châm biếm. Hiểu lầm, không có hiểu lầm, người một nhà làm sao có thể hiểu lầm nhau. Biểu muội đã có mối quan hệ với bạch trưởng quỹ của hạnh lâm đường, cũng coi như có chỗ dựa đáng tin cậy hơn ta, biểu ca này cuối cùng cũng yên tâm rồi. Hơn nữa, dạo này cũng đã thu thập thêm một số dược liệu mới. Nhà kho không chứa hết, dọn dẹp phòng của biểu muội để chứa thuốc là vừa đẹp. Ngày mai muội dọn ra khỏi y quán, chỗ của ta nhỏ, không chứa nổi đại Phật biểu muội, biểu muội nên tìm chỗ khác tốt hơn. Biểu muội, có phải vậy không? Hạ Dung chết lặng. Dù sao cô vẫn là cô gái trẻ, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, đâu có ai nỡ lòng nói chuyện như vậy, không nhịn được qua một tiếng khóc không màng người trong viện cúi đầu chạy vào phòng của mình hương thảo vội dậm chân nhanh chóng đi theo trong viện chỉ còn lại một vài người đỗ trường khanh không để ý đến hạ dung đang khóc trong phòng nhìn lục đồng được rồi mọi chuyện đã nói xong bây giờ nói đến cô lục đại phu nhìn cô sợ đến trắng bệch mặt đêm nay rốt cuộc là lục đồng cầm đèn quay người vào nhà dầm một tiếng đóng cửa lại chỉ để lại một câu hôm nay quá muộn, ngày mai hãy nói. Đỗ trường khanh tay vẫn cầm đèn lồng, ngần người một lúc mới nhận ra mình bị lục đồng đóng cửa lại, chỉ tay vào cửa tức giận nói, cô xem thái độ của cô ta kia. Ngân tranh bước tới xoa dịu, đỗ trưởng quỹ, tiểu thư nhà chúng tôi bận rộn cả ngày, đêm nay lại bị hoảng sợ, nên nghỉ ngơi sớm, có gì cần hỏi hãy đợi ngày mai, ngài xem đêm đã khuya rồi ngày mai còn phải dậy sớm dọn dẹp sân rất bận rộn đỗ trường khanh bị chặn hỏng không nói được gì a thành cũng khuyên anh ta về trước anh ta hừ một tiếng tức giận bỏ đi đợi anh ta đi rồi ngân tranh đứng trước cửa phòng lục đồng nhẹ nhàng gõ cửa tiểu thư đèn trong phòng đã tắt một lát sau giọng bình tĩnh của lục đồng truyền ra ta mệt rồi em cũng nghỉ ngơi sớm đi ngân tranh luôn nghe lời của lục đồng lại nghe giọng cô không có gì khác lạ, liền đáp lại một tiếng, cầm đèn quay về phòng mình. Bóng người bên ngoài cửa sổ rời đi, ánh trăng trở lại mờ mịt. Xác định không còn ai, lục đồng mới thả tay, để cho tiếng rên đau đớn bị đè nén thoát ra. Từ chán cô toát ra những giọt mồ hôi lạnh lớn, môi trắng bệch gần như trong suốt, xương sống lúc nào cũng thẳng đứng giờ đã cong xuống. Cô ôm lấy ngực, không kìm được, ngã xuống đất, không còn sức đứng dậy cựu bệnh lại tái phát. Bệnh này của cô, mỗi năm phải phát tác vài lần. Vừa rồi khi đối mặt với bùi vân ảnh ở sân nhỏ, cô đã gần như không thể chịu đựng được, được. Chỉ là lúc đó không thể để người ta nhận ra điều bất thường, nên cô phải cố gắng nhìn, cắn môi để giữ màu máu, vừa nhịn đau vừa không để lộ ra ngoài. Vì vậy khi Đỗ Trường Khanh muốn nói chuyện với cô sau khi tiễn lính tuần tra đi, cô không ngần ngại đóng cửa lại với Đỗ Trường Khanh. Không phải cô kiêu ngạo, chỉ là nếu chậm thêm một chút, cô sẽ bị lộ. Cơn đau dữ dội lan từ ngực ra khắp cơ thể, như có ai đó cầm dao lột từng lớp da thịt cô, như có một bàn tay khổng lồ trong bụng, bóp chặt lấy ngũ tảng của cô, thô bảo vò nát. Lục đồng đau đến mức ngã xuống, co quắp lại, cắn chặt răng không để tiếng rên gì thoát ra. Mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi, dính vào má mặt đất đầy những tờ giấy lộn xộn do lính tuần tra lục soát làm dối những tờ giấy trên bàn bị ném tung tóe rơi xuống đất như những bông tuyết lớn cô nằm trong đống giấy trắng đau đến mức không còn tỉnh táo mơ hồ thấy một bóng người hiện ra bóng người chậm rãi đi tới trước mặt cô áo khoác đỏ tươi váy trắng xếp nếp mặt mỏng eo thon váy áo xào xạc cô từ từ bước xuống từ ngọn núi phủ đầy tuyết đỏ tay cầm đèn lồng khắc hoa chiếu sáng mặt đất bùn lầy trong đêm như một đốm lửa yếu ớt trong mộ lục đồng thì thầm vân nương người phụ nữ cúi xuống nhìn cô mỉm cười giọng nói bình thản và quỷ dị tiểu thập thất người muốn trốn đi đâu đó là năm thứ hai lục đồng đến lạc mai phong cô quyết định bỏ trốn lúc đó lục đồng vẫn còn nhỏ không chịu được thời tiết lạnh giá trên lạc mai phong cũng không chịu nổi những cơn đau mà Vân Nương gây ra mỗi khi thử thuốc. Một đêm nọ, sau khi vượt qua cơn đau do thuốc mới, Lục Đồng nằm trên đất, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, quyết định phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Vân Nương khi không làm thuốc mới, hầu hết thời gian không có ở trên núi. Trong căn nhà nhỏ trên Lạc Mai Phong, chỉ có một mình Lục Đồng. Cô dành rất nhiều thời gian để tìm ra một con đường an toàn, chuẩn bị đủ thịt khô và nước sạch nghĩ rằng mình đã đủ kiên nhẫn và cẩn thận. Khi Vân Nương xuống núi, Lục Đồng cũng mang theo hành lý và xuống núi. Cô nghĩ, khi xuống núi, sẽ có thể trở về Thường Vũ huyện. Từ Tô Nam đến Thường Vũ huyện còn một đoạn đường, cô có thể nghĩ cách đi thuyền hoặc đi bộ, thời gian dài cũng sẽ về đến quê hương. Lục Đồng trốn đi vào một đêm mùa xuân. Tuyết trên lạc mai phong vừa tan, cả ngọn núi đỏ rực như máu, hoa thơm ngát cô đi suốt một ngày một đêm đến khi gần đến chân núi ngôi làng nhỏ dưới chân núi đã gần trong gang tấc thì cơn đau ở ngực bắt đầu xuất hiện cơn đau ban đầu không dữ dội nhưng dần dần trở nên không thể chịu đựng cô co quắp lại đau đớn lăn lộn trên đất không hiểu chuyện gì xảy ra với mình khi lục đồng nghĩ mình sắp chết vân nương xuất hiện vân nương cầm đèn lồng từ trên núi đi xuống tìm cô bà đứng trên bậc thềm cúi đầu nhìn lục đồng đang đau đớn dưới bậc thềm ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt vân nương cũng chiếu sáng nụ cười của bà giọng nói của vân nương dịu dàng hơn bình thường vẻ mặt như không nhận ra sự thật là lục đồng đã bỏ trốn bà mỉm cười hỏi tiểu thập thất ngươi làm gì ở đây lục đồng rên rỉ một tiếng người phụ nữ nhìn cô đầy suy tư ngạc nhiên nói chẳng lẽ ngươi muốn trốn sao lúc đó cô đau đớn đến mức không nói nên lời suýt cắn môi giọng nói của vân nương chậm rãi vang lên như một lời nguyền không thể thoát khỏi năm xưa ngươi bán mình cho ta đổi lấy mạng sống của gia đình ngươi nợ chưa trả làm sao ngươi nghĩ đến việc trốn đi ngươi muốn trốn đi đâu lúc đó là mùa xuân tuyết trên núi đã tan đất bùn lạnh hơn cả mùa đông như thể thấm vào lòng người lục đồng biết mình không thể trốn thoát cô mở miệng khó nhọc xin lỗi vân nương ta ta nhớ nhà vân nương thở dài một tiếng bà nói khi chúng ta thỏa thuận đã nói rất rõ ràng trừ khi ta chết ngươi không thể rời khỏi núi bà liếc nhìn lục đồng đau đớn khẽ cười hiểu không nếu trước đó lục đồng không hiểu thì lúc này cô đã hiểu cô không thể rời khỏi lạc mai phong Vân Nương sẽ không cho phép cô rời đi. Vân Nương là y sư giỏi nhất thiên hạ, cũng là độc sư tài ba nhất thế gian. Ngay từ lúc lục đồng không biết, bà đã hạ độc cô. Cô không bao giờ có thể rời khỏi lạc mai phong. Nước mắt lục đồng rơi xuống. Cô bé bỏ lên trước hai bước, bên cạnh là những miếng thịt khô và lương khô rơi vãi trên đất. Cô bò đến bên chân người phụ nữ, nắm lấy vạt váy của bà, như lần đầu gặp mặt, nghẹn ngào cầu xin vân nương con sai rồi con sẽ không trốn nữa cứu con không thể chết cô không thể chết ở đây cô phải sống chỉ có sống mới có thể gặp lại cha mẹ và anh chị chỉ có sống mới có cơ hội tính toán tương lai tuyết mùa xuân tan dần hoa mai thơm ngát vạt váy của vân nương cũng thoang thoảng hương mai bà nhìn cô rất lâu như nhiều lần trước bà cúi xuống đặt đèn lồng khắc hoa sang một bên lấy khăn lụa, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán lục đồng, khẽ cười. Ta tha thứ cho ngươi, thiểu thập thất. Lần này coi như là bài học cho ngươi, sau này đừng nghĩ đến việc trốn đi nữa. Bà kiên nhẫn dạy dỗ như một người thầy lớn tuổi. Con người không giữ lời, không biết có thể tin được. Ngươi phải giữ lời hứa. Ánh trăng mờ mờ, bên ngoài cửa sổ hoa cúc chưa nở, chỉ có cành mai rậm rạp in trên cửa giấy, để lại một bóng hình mờ mịt trong đống lộn xộn trên mặt đất lục đồng nằm ngửa toàn thân ướt đẫm mồ hôi như nhiều năm trước trên lạc mai phong thầm thì đọc vinh nhục không kinh động cây gan tự bình yên động tĩnh lấy kính lửa tim tự định ăn uống có chế độ đất lá lách không tiết điều hòa hơi thở ít nói phổi kim tự hoàn vui vẻ ít dục thận nước tự đủ sẽ qua được tất cả đau đớn sẽ qua được nhiều năm rồi vẫn vậy, không có gì khác. Trong sân có tiếng khóc nhỏ, đó là Hạ Dung đang kể lể với hương thảo trong phòng. Vì vậy, trong phòng nhỏ, tiếng rên rỉ yếu ớt cũng bị che lấp. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 85, chiếc thuyền chìm. Phía trước cổng phủ phạm, Kỳ Xuyên đứng cách lục đồng một bước chân, ngạc nhiên lên tiếng. Lục đại phu sao lại ở đây? Nữ y của Nhân Tâm Y Quán đã nhiều lần đến khám cho Triệu Phi Yến trước đây, thậm chí Phạm Chính Liêm vì thế mà để ý đến nhan sắc của nàng, định sau này sẽ nạp nàng làm thiếp. Ai ngờ, trước khi ý đồ xấu xa thành hiện thực, Phạm gia đã gặp chuyện. Kỳ Xuyên đã mấy ngày không gặp nữ đại phu này. Lục Đồng dừng một chút, rồi nói, tôi đi mua đồ ở chợ gần đây, đi ngang qua đây, nhớ đến thuốc trà mà Phạm phu nhân nhờ tôi chế, nên đến xem thử kỳ xuyên nhìn qua đống đồ mà ngân tranh đang cầm thì ra là vậy chuyện của phạm phủ trước đây tôi cũng nghe qua lục đồng thở dài rồi ngước nhìn kỳ xuyên kỳ lục sự có ổn không kỳ xuyên sững sờ một chút có vẻ như sợ ông không hiểu cô gái trước mặt đổi cách nói nghe nói phạm đại nhân gặp chuyện tất cả người thân cũng bị liên lụy kỳ lục sự không bị ảnh hưởng chứ nghe vậy ánh mắt kỳ xuyên tối sầm lại đây có lẽ là điều mỉa mai nhất là người tâm phúc của phạm chính liêm trong khi tất cả người thân cận đều lần lượt vào ngục ông lại bình an vô sự lý do không gì khác bao năm nay ông làm việc thay phạm chính liêm nhưng khi nói đến những chuyện quan trọng liên quan đến con đường quan lộ của phạm chính liêm ông lại không được can dự vào thậm chí mỗi năm khi phạm chính liêm cấu kết với bộ lễ ông chỉ là người chạy vặt đưa sách và truyền lời ngoài ra không hề tham gia Phạm Chính Liêm luôn không tin tưởng ông. Có lẽ sợ ưng tham gia quá nhiều, một ngày nào đó sẽ không thể kiểm soát, không thể làm con dao sắc bén trong tay mình. Phạm Chính Liêm luôn đề phòng, không để ông biết chút bí mật nào. Ông có thể làm huyện úy của huyện Nguyên An thay Phạm Chính Liêm giải quyết công việc, có thể làm lục sự của viện hình sự ở Kinh Thành chỉ có danh mà không có thực quyền. Nhưng trong lòng Phạm Chính Liêm, ông mãi mãi chỉ là kẻ nô bộc chạy vặt trong học đường của Phạm Gia. Viện hình sự đã bị điều tra kỹ càng, ông cũng bị điều tra, nhưng cuối cùng không tìm thấy gì. Quan viên đến điều tra coi ông là kẻ nhỏ bé không quan trọng, bởi vì sau khi đến kinh thành, ông làm nhiều nhất là mua son phấn cho người nhà Phạm Chính Liêm, sửa mái nhà, đặt tiệc trong nhà hàng. Những việc lặt vặt như vậy, giống như một người lao động khổ sai thực sự. Tiếng cười nói của trẻ con kéo ông trở lại với thực tại. Không xa, Hai đứa trẻ mặc áo xám đang chơi đùa trước cổng phủ Phạm. Tượng sư tử đá trước cổng bị đập vỡ thành từng mảnh, mảnh ngói đọng đầy nước mưa bị đứa trẻ nhặt lên, đặt lên một chiếc thuyền giấy, bắt hai con kiến làm thuyền viên, trôi nổi trên biển, chơi rất vui vẻ. Kỳ Xuyên thu hồi ánh mắt, nói: "Tôi không sao." Lục Đồng gật đầu, như thể thay ông thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt." Nàng trầm ngâm một lát, rồi ngước nhìn Kỳ Xuyên nhưng kỳ lục sự sẽ được thăng chức chứ kỳ xuyên ngạc nhiên cái gì cô gái nhìn ông trên mặt không che giấu sự tò mò tôi nghe cô gái thúy nhi nói kỳ lục sự nhiều năm không thăng chức nay phạm đại nhân gặp chuyện chẳng phải kỳ lục sự có thể thay thế sao lời này khiến kỳ xuyên sững sờ trước đây ông từng nghe thị nữ bên cạnh triệu phi yến nói đùa rằng nữ đại phu đến khám cho nàng có thể để ý đến ông kỳ xuyên không để tâm ông đã có vợ con mỗi ngày bận rộn với công việc không có tâm tư nghĩ đến tình cảm nam nữ chỉ vì phạm chính liêm có ý đồ xấu với nữ đại phu này nên ông mới có chút thương hại và cảm thông giờ nghe lục đồng quan tâm đến chuyện của mình kỳ xuyên bỗng cảm thấy lời của thúy nhi có lẽ không phải là lời nói dối chỉ là kỳ xuyên lắc đầu tôi xuất thân hàn vi chỉ là một lục sự nhỏ an phận là tốt rồi không dám mơ ước nhiều hơn lục đồng nhìn ông tại sao lại không dám kỳ xuyên sững sờ cao không hẳn là hiền thấp không hẳn là ngu tôi đến phủ khám cho phu nhân phạm nhiều ngày thấy kỳ lục sự nhanh nhẹn quyết đoán không thua kém ai nàng nói nhẹ nhàng gương mặt mang vài phần ngây thơ chưa từng trải qua sự khắc nghiệt của thế gian đến mức khiến người ta buồn cười nếu như kỳ lục sự nói mọi người đều an phận chẳng phải con cháu của chủ nhân sẽ mãi mãi là chủ nhân còn con cháu của người hầu sẽ mãi mãi là người hầu sống như vậy còn gì đáng trông chờ lời nói đại nghịch bất đạo như vậy bản năng của kỳ xuyên là muốn ngăn lại nhưng không hiểu sao lời đến miệng lại không thể thốt ra con cháu của chủ nhân sẽ mãi mãi là chủ nhân con cháu của người hầu sẽ mãi mãi là người hầu không phải sao ông vì việc học của con trai đã chạy ngược xuôi nhiều ngày, cầu người đưa lễ, phạm chính liêm luôn hứa hẹn, nhưng thực ra chỉ là hứa xuông. ông cố gắng lấy lòng triệu phi yến, nàng lại đem món quà tinh tế ông chuẩn bị truyền tay tặng cho người hầu, mỉa mai họ là đồ rẻ tiền của kẻ nghèo. con trai không vào được trường công, chỉ có thể học ở những trường tư không ra gì. sau này dù có cơ hội đi thi, nhưng nhiều năm sau, quan trường kinh thành sẽ ra sao? có còn như bây giờ? khi mà thói quen gian lận, nhận hối lộ trong kỳ thi càng phổ biến, con trai ông sẽ trở thành ông hay trở thành một mô hữu tài khác, không ai dám chắc. Thế gian này, làm kẻ hầu thì bị người ta ức hiếp, ai có quyền thế thì làm chủ nhân. Lời nói của lục đồng lại vang lên bên tai. Nhưng, hiện giờ Phạm Đại Nhân gặp chuyện, kỳ lục sự không bị liên lụy, nhưng liên quan mật thiết với Phạm Gia, người khác có thể sẽ giận cá chém thớp giọng nàng đầy quan tâm kỳ lục sự ông phải chứng minh mình không đồng lõa với họ kỳ xuyên đứng trước cổng phạm phủ ánh mắt biến đổi năm xưa phạm chính liêm đi thi ông thay phạm chính liêm làm việc gian dối chưa bị phát hiện nhưng khi điều tra kỹ hơn có thể chuyện cũ sẽ bị lôi ra một khi bị phát hiện chuyện ông thay phạm chính liêm làm việc gian dối ông sẽ bị giam vào ngục con trai ông cũng sẽ trở thành con trai của tội nhân Bị người ta chỉ trò. Trừ khi ông tìm được chỗ dựa khác, Phạm Chính Liêm quay về Kinh Thành, thăng chức rất nhanh, đã đắc tội không ít người trong chiều. Gần đây, nhiều kẻ muốn nhân cơ hội này để chiếm lấy vị trí của Phạm Chính Liêm. Ông luôn ghi nhớ ân tình của Phạm gia từ tuổi nhỏ, chưa từng nghĩ đến phản bội, nhưng nếu liên quan đến tương lai của con trai. Ông có thể làm giao của Phạm Chính Liêm, cũng có thể làm giao của người khác kỳ lục sự kỳ xuyên tỉnh lại nhìn nữ đại phu trước mặt ánh mắt thay đổi cảm ơn lục đại phu đã quan tâm lục đồng mỉm cười nụ cười như mang chút ngại ngùng nàng nói tôi chỉ mong kỳ lục sự nghĩ nhiều hơn cho bản thân ngân tranh liếc nhìn họ hai người cười nói cô trời không còn sớm chúng ta còn phải xem những cửa hàng khác lục đồng gật đầu chào kỳ xuyên kỳ lục sự tôi có việc Xin cáo từ. Kỳ xuyên gật đầu, lục đồng quay lưng đi, không may đụng vào hai đứa trẻ đang chơi trước cổng phủ phạm, nước trong chiếc đĩa mà đứa trẻ cầm bị đổ ra, làm ướt chiếc thuyền giấy. Thuyền giấy ngấm nước từ từ chìm xuống, hai con kiến bên trên lo lắng bò lồn nguồn. Lục đồng đỡ đứa trẻ sắp ngã, nhìn vào chiếc đĩa trong tay đứa trẻ. Mặt nước trong đĩa dập dành, thuyền giấy không chịu nổi nước, từ từ chìm xuống hai con kiến hoảng hốt bò loạn. Nàng đứng thẳng dậy, nhìn đĩa nước nhẹ nhàng nhắc nhở. Thuyền sắp chìm rồi, không mau chạy sao? Kỳ xuyên giật mình, theo phản xạ nhìn về phía nàng, nhưng nàng không để ý, cầm lấy gói đồ từ tay ngân tranh, tiếp tục đi vào đám đông. Đến khi đi được một đoạn khá xa, ngân tranh quay lại nhìn, vẫn thấy bóng dáng kỳ xuyên đứng ở cổng phủ phạm, như một bức tượng đá mờ ảo. Nàng quay lại, Nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, "Cô, ông ta thực sự sẽ tố cáo Phạm Chính Liêm chứ?" Lục Đồng mỉm cười, "Có lẽ. Kỳ Xuyên làm nô bộc cho Phạm gia nhiều năm, Phạm Chính Liêm bề ngoài rộng lượng, nhưng thực ra luôn đè nén con đường thăng tiến của ông, khiến ông cả đời không thể tiến xa hơn. Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng đành, nhưng Kỳ Xuyên còn có một đứa con trai. Như cha nàng, Lưu Côn vì tương lai của con trai mà bất chấp nguy hiểm." phản bội người thân, Kỳ Xuyên cũng sẽ vì tương lai của con cái mà đem Phạm Chính Liêm làm vật trao đổi. Kỳ Xuyên từ nhỏ đã theo Phạm Chính Liêm, dù bề ngoài không dính líu đến những chuyện bí mật, nhưng thông minh như Kỳ Xuyên, chắc chắn có trong tay vài bằng chứng chống lại Phạm Chính Liêm. Nếu Kỳ Xuyên có thể thêm một chút lừa vào vụ án của Phạm Chính Liêm thì càng tốt, nếu không, nàng cũng có cách khác để khiến Phạm Chính Liêm không thể chờ mình ngân tranh thấy lục đồng có kế hoạch không hỏi thêm chỉ cười nói vậy chúng ta về y quán chứ lục đồng đang định trả lời bỗng nhiên ngưng lại quay đầu nhìn ngân tranh ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của cô thấy phố xá đông đúc khách hàng ra vào quán trà quán rượu tấp nập xa xa có người bán tranh đang kéo cờ mơ chào sao vậy cô lục đồng nhíu mày cảm thấy có gì đó không yên trong lòng nàng ngẫm một lúc, nói, còn sớm, đi dạo thêm. Ngân tranh tuy thắc mắc nhưng cảm giác không kéo dài. Hơn nữa trung thu sắp đến, phố phường náo nhiệt, nàng ít khi ra ngoài chơi, hiếm khi được dịp đi chơi nên rất hào hứng. Cũng được, Ngân tranh kéo lục đồng đến xem một buổi diễn siếc trên đường, cười nói, dù sao hôm nay đỗ trưởng quầy cho nghỉ một ngày, cô mấy hôm nay cũng vất vả rồi, coi như là nghỉ ngơi phố phường kinh thành phồn hoa, giải trí phong phú hơn nhiều so với thường vũ huyện và tô nam. Trên phố đâu đâu cũng có những màn biểu diễn thú vị, tuy không xa hoa như những nhà hàng lớn ở thành nam, nhưng lại mang một hương vị dân dã làm say đắm lòng người. Cả ngày, ngân tranh cùng lục đồng không ngơi chân, xem diễn kịch, xem người biểu diễn siếc, ngồi xem bóng rối, ăn cá kho và cơm cá chiên ở tiệm nam thực, uống chè đậu xanh đường. Cuối cùng còn ghé xem tiệm ngọc, nhưng không mua gì đến khi về nhà trời đã tối hẳn ngân tranh chơi suốt ngày vui đến mức mắt sáng lên cầm theo những gói đồ lớn nhỏ cùng lục đồng vừa đi vừa nói chuyện cô kinh thành quả nhiên hơn hẳn tô nam tô nam đâu có nhiều trò vui như vậy không trách được người ta đổ xô đến kinh thành nơi này trừ việc đắt đỏ mọi thứ đều tốt chờ một lát không thấy lục đồng trả lời ngân tranh quay lại thấy lục đồng mặt không có vẻ nhẹ nhõm ngược lại còn nhíu mày, ánh mắt có chút bất an. Nàng nhắc, cô, lục đồng giật mình, gì vậy? Cô có tâm sự gì sao? Lục đồng lắc đầu, chỉ là hơi mệt. Ngân tranh gật đầu, hôm nay đi cả ngày, về tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm, mai là dằm tháng 8, trưởng quầy nói sẽ cùng đón lễ ở tiệm, chắc phải dậy sớm. Trong khi nói chuyện, họ đã gần đến nhà, đèn lồng trước cửa y quán lắc lư trong gió đêm tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Đỗ Trường Khanh đã về từ lâu, hôm nay anh cho Lục Đồng nghỉ một ngày, nên cũng không còn tâm trí mở tiệm, sau khi quét dọn sạch sẽ tiệm bị quân tuần tra làm loạn, thì đóng cửa ra về. Ngân tranh thắp đèn đi quanh sân, cười nói, trưởng quay làm việc cũng không tồi, quét dọn sân sạch sẽ hơn cả tôi. Lục đồng nhìn qua sân, đất dưới cây mận bị lật tung lên tối qua đã được phủ kín lại chậu hoa bị đập vỡ trước thềm cũng được mang đi đỗ trường khanh quét sân xong còn tưới nước nước chưa khô hết trên phiến đá xanh còn loáng thoáng dấu vết ẩm ướt làm cho đêm thu càng thêm lạnh lẽo phòng ngoài cùng cửa mở toang bên trong tối om hạ dung và ngân thảo đã đi rồi trước đây vào giờ này ngân thảo sẽ ra sân cho thỏ ăn thỉnh thoảng gặp còn chào hỏi họ ngân tranh nhìn phòng trống thở dài trước đây có người thấy không tiện giờ đi rồi lại thấy sân vắng vẻ nói xong bỗng nhận ra vội nói thêm nhưng đi rồi cũng tốt chúng ta làm thuốc trong sân có thêm người cũng không tiện lục đồng không nói gì quả thật cô cố tình đuổi hạ dung đi hạ dung vì đỗ trường khanh luôn bảo ngân thảo để ý lục đồng nếu lục đồng chỉ là một đại phu bình thường cũng không sao nhưng những gì cô định làm không thể để người khác biết sau đó cô vô tình thấy chiếc vòng mọc đắt tiền trên tay Hạ Dung, có suy đoán, ngân tranh lại lén theo dõi, phát hiện họ gặp gỡ với người của tiệm dược Hạnh Lâm. Bạch Thủ Nghĩa và nhân tâm y quán từ lâu đã có hiềm khích, nên khi hợp tác với Hạ Dung, cô quyết định lợi dụng. Đỗ Trường Khanh mềm lòng, nhưng rất ghét bọn người của Hạnh Lâm. Hạ Dung hợp tác với Bạch Thủ Nghĩa, dù Đỗ Trường Khanh có tình cảm cũng không thể chịu đựng. Quả nhiên... Đỗ Trường Khanh đuổi Hạ Dung đi. Lục Đồng cúi đầu. Cô đã cố tình. Cố tình chôn xác vào ban đêm để Hạ Dung thấy, cố tình để Hạ Dung truyền tin sai cho Bạch Thủ Nghĩa. Cố tình nhặt được đồ của Đoạn Tiểu Yến mà không trả lại, cố tình để túi thơm rơi trên xác Liêu Côn. Giết người, hãm hại, vu oan, đóng kịch. Tất cả đều do cô Cố Tình làm. Ngân Tranh, cô bỗng gọi tên Ngân Tranh. Sao vậy, cô lục đồng bước đến bên cạnh ngân tranh thì thầm mấy câu ngân tranh giật mình ngạc nhiên nhìn cô lục đồng gật nhẹ ngân tranh cắn môi nhìn về phía nhà bếp rồi im lặng bước ra ngoài sau khi ngân tranh đi lục đồng đứng một lát rồi cầm đèn vào nhà bếp trong nhà bếp không có ai trên bàn và sàn đầy những cái nia phơi thuốc vào đây mùi thuốc nồng nặc sộp vào mũi sau khi hạ dung đi phòng trước có thể dọn dẹp lại để chứa thêm thuốc, vài ngày nữa, bếp sẽ rộng rãi hơn. Lục đồng đặt đèn trên bàn, cúi người kéo ra một cái thúng to dưới bàn, bên trong đầy cỏ khô, cô lấy ra một cái bình xứ đen. Bình xứ to như cái chậu hoa, toàn thân đen bóng, không có hoa văn, cô mở nắp, hơi cúi xuống, đưa tay vào bình như đang quan sát kỹ. Trong sân không có ai, Ngân Tranh không biết đi đâu, chỉ có chốt ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ bếp hát ra từ cửa bếp nhìn vào thấy bóng lưng cô gái không biết đang làm gì chăm chú chỉ thấy cái bình xứ đen giống như một giấc mơ mờ ảo cô ở trong bếp một lúc khoảng một nén nhang rồi đứng dậy đậy nắp bình xứ lại cho vào thúng phủ cỏ khô kín mít cho đến khi không còn thấy dấu vết gì mới đẩy thúng lại chỗ cũ làm xong lục đồng cầm đèn ra khỏi bếp trở về phòng mình cửa phòng đóng lại. Ánh sáng cuối cùng trong sân biến mất, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt, chiếu lên cảnh mận khô trước cửa sổ. Trong sự tĩnh lặng ấy, bỗng nhiên, một bóng đen từ trên tường nhảy xuống, như một đám mây, lướt vào bếp tối. Cửa bếp chưa đóng, ánh trăng từ ngoài hắt vào, soi mờ mờ mọi thứ xung quanh. Người đó đi nhẹ vào bếp, đến chỗ bàn lục đồng đứng lúc nãy, không tiếng động cúi xuống, kéo ra cây thúng đầy cỏ khô hắn lục tìm vài cái nhanh chóng chạm vào một góc lạnh ngắt liền rút ra cái bình xứ đen bình xứ trông nặng nhưng cầm lên rất nhẹ không biết bên trong có gì hắn ngồi xuống đất do dự một chút rồi mạnh tay mở nắp bình nắp bình bịt kín bằng vải dùng sức kéo mạnh nắp bật ra Xì, một cái bóng đen từ trong bình bắn ra cắn mạnh vào tay hắn tiếng hét bị chặn lại không kịp phản ứng hắn vung tay mạnh cái bóng đen bị hất văng, rơi xuống cửa, từ từ cửa quậy. Ánh trăng yếu ớt hát vào, soi rõ vật mềm mại, cong queo như sợi dây thừng. Một con rắn, là một con rắn đen đang mắc ngoài. Hắn sững người, bỗng nghe tiếng bước chân bên ngoài, mặt biến sắc, theo bản năng nhìn về phía trước. Cửa bếp bằng gỗ cũ kỹ bị đẩy ra, âm thanh trong đêm tĩnh lặng như răng kêu răng rắc, tiếng vang vọng. Két, két, Cửa đẩy ra, ánh sáng chiếu sáng nhà bếp. Cô gái cầm đèn đứng trước cửa, gió đêm từ sân thổi vào, làm đèn lay lắt, váy nàng lay động như mây, đôi mắt sáng trong như gợn sóng nhẹ. Đoạn tiểu công tử, nàng cúi nhìn cậu thiếu niên mặt tròn ngồi bệt trên đất, mỉm cười, giọng điềm nhiên đến đáng sợ. Cậu tìm tôi sao? chương 84, giả thây. Sáng sớm bình minh ló dạng. Sương mù lạnh mùa thu bao phủ khắp nơi. Sau một đêm gió thổi qua, sương giá đóng trên lá cây, con chó đen trong sân duỗi người, chân đạp lên đống lá vàng xào xạc. Ngày mai là rằm tháng 8, đám bánh trung thu và rượu nếp do kho vật liệu nội đình gửi đến đang chất đống trên khoảng sân trước phủ đệ của thống soái. Trong nhà, Bùi Vân Ảnh quay người ngồi xuống ghế, bên cạnh thiếu niên mặt tròn mắt tròn mất đi sự nhanh nhẹn thường ngày, cúi đầu ủ rũ theo sau đêm qua quân tuần tra nhận được báo cáo nói rằng dưới chân núi vọng xuân phát hiện một thi thể nam giới lạ người chết có vẻ như tự dùng đá đâm thùng cổ họng mất máu quá nhiều mà chết nhưng trên người nạn nhân lại phát hiện một chiếc túi thơm chiếc túi thơm tinh xảo theo hình con vịt bơi sống động cũng có thêu tên của cấm vệ đoạn tiểu yến của đình tiền tư đoạn tiểu yến nghe tin này không tin vào tay mình vội vàng đến núi vọng xuân để gặp quân tuần tra trong thời gian nhạy cảm, vụ quan viên bộ lễ nhận hối lộ và câu kết với thí sinh chưa kết thúc, không ai muốn gây thêm rắc rối cho hoàng thượng lúc này. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng pháp y không tìm thấy gì bất thường trong cơ thể nạn nhân. Đêm trước có mưa, mưa rửa sạch mọi thứ xung quanh, không để lại dấu vết nào. Nếu Đoạn Tiểu Yến thực sự giết người, xử lý sạch sẽ như vậy là hợp lý, nhưng với Đoạn Tiểu Yến bị oan, mưa và tự tử càng khiến anh thêm đáng nghi. May mắn thay, ngoài chiếc túi thơm, không có bằng chứng nào khác. Dù sao thì người chết, Lưu Côn, chỉ là chủ tiệm mì bình thường ở phố Tước Nhi, và đoạn tiểu yến không có thủ oán gì với Lưu Côn, thậm chí chưa từng gặp mặt, không có lý do gì để giết người. Nhưng, nghĩ đến ánh mắt nghi ngờ của những người lính tuần tra, đoạn tiểu yến vẫn cảm thấy u ám. Thiếu niên cúi đầu, giọng nói uất Anh, tại sao Lục Đại Phu lại muốn hại em? Chiếc túi thơm màu vàng nhạt đã mất trong lần gặp Lục Đồng trước cổng phủ phạm gia. Lúc đó Bùi Vân Ảnh đã nghi ngờ Lục Đồng nhặt được chiếc túi thơm. Con cùng đoạn Tiểu Yến đến nhân tâm y quán để thăm dò, nhưng không có kết quả. Lúc đó đoạn Tiểu Yến cho rằng Bùi Vân Ảnh đã đa nghi, suy cho cùng, Lục Đồng chỉ là một đại phu, lấy chiếc túi thơm của anh để làm gì? Giờ thì anh hiểu ra, hóa ra là để sử dụng vào lúc này. Nhưng đoạn tiểu yến vẫn không hiểu tại sao lục đồng lại muốn hãm hại anh. Anh từ đầu đến cuối không hề thiếu tôn trọng lục đồng, thậm chí còn nói rất nhiều lời tốt đẹp về cô trước mặt bùi vân ảnh. Lục đại phu không biết cảm ơn, sao còn lấy hoán báo ơn. Thiếu niên vẻ mặt ủy khuất, giống như con chó đen trong sân không gặm được xương, rất đau lòng. Bùi vân ảnh liếc nhìn anh một cái, cười khẩy, nụ cười mang theo chút châm biếm. Không phải cô ta muốn hại em, mà là muốn hại anh. Một đại phu sẽ giấu đầu heo thối dưới giường ngủ, một người sẽ chôn nửa xác heo trong sân vào ban đêm, đêm qua tất cả chỉ là một vở kịch cô ta diễn cho mọi người xem. Trong sân, con quả đen đậu trên cành cây kêu lên vài tiếng. Bùi vân ảnh cúi đầu, cầm lấy một con nghe trên bàn, ánh mắt u tối không rõ. Bạch thủ nghĩa tố cáo em họ của nhà họ đỗ xuất hiện làm nhân chứng tất cả đều là những vai diễn lục đồng đã sắp xếp từ trước quân tuần tra cũng như bùi vân ảnh chỉ là những khán giả của vở kịch này có nghĩa là ít nhất lần trước khi lục đồng nhặt được túi thơm của đoạn tiểu yến và giả vờ không biết cô ta đã sắp đặt từ lâu cho màn kịch sẽ diễn ra sau này cô ta đã nhận ra sự nghi ngờ của bùi vân ảnh nhưng vẫn giả vờ như không có gì để đối phó với anh không một tiếng động mà sắp đặt bố trí, lợi dụng mọi người xung quanh. Quyết tâm kéo anh xuống nước. Vụ gian lận trong kỳ thi và cái xác dưới núi Vọng Xuân đều có liên quan đến cô ta. Cuối cùng, sau cuộc khám xét đêm qua, nhân tâm y quán được rửa sạch nghi ngờ. Bùi Vân Ảnh không hài lòng với Bạch Thủ Nghĩa và cũng gây chia rẽ giữa Đỗ Trường Khanh và em họ. Đoạn Tiểu Yến bị hãm hại, đình tiền tư lâm vào thế bị đồng. Còn cô ta, trong sạch, sạch sẽ. Bùi Vân Ảnh cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng. Đây là một lời cảnh báo. Bên cạnh, Đoạn Tiểu Yến ngập ngừng lên tiếng, "Nhưng, người chết trên núi Vọng Xuân đêm qua thực sự liên quan đến Lục Đại Phu sao?" Pháp Y nói anh ta tự tử, Lục Đại Phu tay chân nhỏ bé, thực sự có thể giết người. Không thể nào. Đến lúc này rồi, vẫn còn nghĩ cho Lục Đồng." Bùi Vân Ảnh cười nhạt. "Tay chân nhỏ bé đó có thể giết 10 người như em?" chôn đi cũng không ai tìm thấy đoạn tiểu yến im lặng bùi vân ảnh đặt con nghe lên bàn đứng dậy anh đi ra ngoài bùi vân ảnh cầm lấy con dao bạc trên bàn tam nha hẳn đã nhận được tin tức anh đi xử lý anh bước đến cửa bỗng dừng lại quay đầu nói đừng đến tìm lục đồng hả bùi vân ảnh cười nhạt đôi mắt đen như phủ một lớp sương lạnh đó là một kẻ điên tránh xa cô ta ra nếu xảy ra chuyện gì, anh cũng không cứu được em. Sương mù buổi sáng dần tan. Mặt trời từ chân núi Vọng Xuân từ từ mọc lên, chiếu sáng khắp kinh thành. Trong ngôi nhà nhỏ phía sau hàng cá ở phố Tây, nhà của thí sinh họ ngô, linh đường chật kín những học trò đang nằm ngủ siêu vèo. Thi thể của Ngô Hữu Tài đã được đưa về nhà hôm qua. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Viên Ngoại, những thành viên của câu lạc bộ thơ đã góp tiền mua một chiếc quan tài cho Ngô Hữu Tài, lập linh đường trong sân nhà Ngô, mời thầy bói mù hà đến làm một lễ cầu siêu. Thầy bói mù hà nói Ngô Hữu Tài chết oan, cần để thi thể lại 7 ngày, chọn ngày tốt để chôn cất, mới có thể xoa dịu oan hồn. Trong 7 ngày này, tốt nhất nên có một số người đàn ông túc trực linh đường để chấn áp tà khí. Những học giả trẻ nghĩ thầy bói mù hà nói nhảm để kiếm thêm tiền, nhưng Hồ viên ngoại lại đồng ý ngay, nói rằng ăn uống trong những ngày rừng linh đều do ông chịu, vì ông và Ngô Hữu Tài đã quen biết nhau, nên phải lo cho ông ta đến lúc cuối cùng. Thế là mọi người mang chăn mỏng và quần áo, đem qua báo với gia đình, rồi cùng nhau đến nhà Ngô để thúc trực linh đường cho Ngô Hữu Tài. Sương giá đọng thành giọt, nhỏ xuống mặt một người gần cửa, người đó hắt xì một cái, từ từ mở mắt. Ông lão Tuấn đã thức dậy ông và ngô hữu tài cũng là bạn cũ trong kỳ thi phòng thi đầu tiên của ngô hữu tài liền kề với ông ông lạc tuấn tận mắt thấy ngô hữu tài chết không nhắm mắt cũng vì số phận bi thảm của ngô hữu tài mà rơi nước mắt vì vậy mặc dù đã già ông vẫn mang chăn đến nhà ngô để tiễn ông ta lần cuối linh đường yên tĩnh có tiếng ngáy nhẹ của những học giả trẻ đêm qua là đêm đầu tiên túc trực linh đường hồ viên ngoại đã dựng một cái rạp trong sân Đặc biệt mời một đoàn kịch đến biểu diễn một vở kịch ông đồ 80 tuổi đỗ Trạng nguyên cho mô hiệu tài. Buổi biểu diễn này đã khiến ông lão Tuấn khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Ngay cả khi vở kịch kết thúc, những diễn viên rời đi, mọi người đều ngủ, ông vẫn còn rơi lệ, suy nghĩ về vở kịch. Ông lão Tuấn lau mặt, ngồi thẳng dậy, vừa xoa lưng vừa nhìn quanh. Hồ Viên Ngoại nằm trên chiếu, ôm một cái ấm ngủ ngon lành. Trên sàn những chiếc khăn hoa được trải ra, giải rác những miếng bánh mây, táo đỏ và kẹo đủ màu sắc đó là những món ăn nhẹ còn sót lại từ đêm qua khi xem kịch. Ở giữa đặt một chiếc quan tài sơn đen, Ngô Hữu Tài chết bất ngờ, trong cửa hàng quan tài không có nhiều lựa chọn, hồ viên ngoại đã chọn một chiếc quan tài tốt nhất. Lúc này, chiếc quan tài nằm im lìm trong linh đường, sơn đen, lạnh lẽo. Không hiểu vì sao, ông lão Tuấn bỗng dùng mình ông nghĩ mình mặc quá ít nên lạnh quay lại tìm một chiếc chăn mỏng vừa quay đầu lại nghe thấy tiếng xì xì xào xào phía sau ông lão tuấn đứng sững tiếng động rất nhỏ mỏng manh như tiếng móng vuốt chuột cào vào tường nhưng có lẽ vì buổi sáng ở phố tây quá yên tĩnh hoặc có lẽ vì gió trong linh đường quá lạnh tóm lại trong sự im lặng tiếng động nhỏ này như cào vào đầu ông lão tuấn khiến ông nổi da gà từ đầu đến chân không đúng, âm thanh này, sao nghe như từ trong quan tài phát ra. Ông lão Tuấn cứng đờ quay lại. Tiếng cảo xé vẫn tiếp tục, lần này nghe rõ hơn, âm thanh thực sự phát ra từ trong quan tài. Trong chốc lát, ông lão Tuấn mồ hôi toát ra như tắm. Thầy bói mù hà nói ngô hữu tài chết oan, có thể trở thành ác quỷ. Mọi người đều cho rằng ông ta nói bậy để kiếm tiền, nhưng có lẽ là thật. Đúng vậy, ngô hữu tài chết oan làm sao có thể cam tâm mà đầu thai có lẽ do oán khí mà hồn phách không tan muốn biến nơi này thành nhà ma gương mặt gầy gò của ông lão tuấn run rẩy giọng nói run run an ủi ngô hữu tài ta biết ngươi không cam lòng nhưng chuyện đã qua rồi đừng chìm đắm trong quá khứ những người hại ngươi đã vào mục cả rồi ngươi nên đầu thai kiếp sau làm quan làm công tử khổ tận cam lai đừng lưu luyến trần gian Tiếng cào xé lớn hơn. Ông Lão Tuấn cắn răng tiếp tục nói, nếu ngươi thực sự không nghĩ thông, nhất định phải làm ác quỷ, cũng đừng tìm sai người. Oan có đầu nợ có chủ, chúng ta đều đến giúp ngươi, quan tài của ngươi ta còn góp tiền mua. Lời làm nhảm của ông đánh thức hồ viên ngoại bên cạnh, hồ viên ngoại lật người ngồi dậy, mơ màng nhìn ông lão Tuấn. "Lão Tuấn, ông đang lẩm bẩm gì đó?" Ông lão Tuấn không để ý mắt trừng trừng nhìn phía trước hai chân run lẩy bẩy hồ viên ngoại nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của ông lập tức cảm thấy lạnh sống lưng chiếc quan tài đen nặng nề nằm giữa linh đường nắp quan tài không biết khi nào đã bị đẩy một nửa một bàn tay đang bám vào cạnh quan tài như muốn ngồi dậy từ bên trong như cảm nhận được nỗi sợ hãi của hai người trong linh đường ngay sau đó một khuôn mặt xuất hiện trước mặt họ ngô hữu tài đội khăn lụa mới mặc chiếc áo mới màu xanh lục có thêu bảo thỏ, mặt được tô đỏ trắng, nhìn hai người, u ám lên tiếng. "Hồ!" Một tiếng hét kinh hoàng vang lên khắp nhà Ngô. "Ma, có ma." Ngô Hiểu Tài sống lại rồi. Tin tức Ngô Hiểu Tài sống lại đến Nhân Tâm Y Quán khi Đỗ Trường Khanh đang quét dọn trong sân, đêm qua quân tuần tra đã làm lộn xộn khắp nơi, họ phải tự mình dọn dẹp. A Thành đứng trước mặt Đỗ Trường Khanh, hai mắt sáng rỡ tay chân lóng móng kể lại. Nói là đầu trâu mặt ngựa kéo hồn ngô đại ca đi, quỷ sai mặt xanh răng nanh đeo vòng cổ dẫn ông ta đến địa phủ, mười phương diêm quân gọi phán quan gửi công văn, chống thăng đường vang lên, phát hiện ngô đại ca cả đời trung hậu, vùi đầu học hành, hiếu thảo đứng đầu, không làm việc xấu nào. Hóa ra là thọ chưa tận, nhầm vào điện diêm vương, nên quỷ nhỏ đưa ông ta trở lại. Đỗ trưởng khanh nghe vậy cau mày, người nói những lời này là ngô tú tài a à, thành gật đầu không phải sao có thể thấy diêm vương thực sự phân biệt thiện ác không oan ủm người tốt bây giờ vì chuyện này hương khói ở miếu thành hoàng còn thịnh hơn nhiều ông chủ chúng ta cũng đi thắp vài nén nhang những lời này nghe có vẻ như thật lại như không đỗ trường khanh quay đầu gọi lục đồng lục đại phu a à, thành kéo tay anh ông chủ quên rồi lục đại phu không phải sáng sớm đã ra ngoài mua đồ sao đỗ trường khanh im lặng đúng là sáng sớm lục đồng đã ra ngoài đêm qua quân tuần tra vào phòng lục đồng ném giấy bút trong phòng lung tung đập vỡ nhiều đồ vật lục đồng thường ngày viết đơn thuốc cần giấy sáng nay cô và ngân tranh ra ngoài nói là đi mua giấy mực tất nhiên cô rời đi sớm như vậy cũng là để tránh cảnh đỗ trường khanh đuổi hạ dung đi sáng nay đỗ trường khanh đã đưa hạ dung đi trước khi đi hạ dung vừa khóc vừa níu tay anh nhận lỗi nói muốn tự mình xin lỗi lục đồng nhưng bị đỗ trường khanh từ chối đỗ trường khanh biết hạ dung từ nhỏ những năm qua anh nhắm mắt làm ngơ trước những tâm tư nhỏ nhoi không đáng kể của cô ai cũng có lòng riêng nghĩ cho bản thân nhiều hơn không phải là sai nhưng hạ dung đã sai khi cùng bạch thủ nghĩa hợp tác điều này làm đỗ trường khanh ghét cay ghét đắng hạ dung và anh đã quen biết từ nhỏ nên biết những thủ đoạn bẩn thỉu Bạch Thù Nghĩa đã dùng để đối phó nhân tâm y quán. Hạ Dung lén lút qua lại với Bạch Thủ Nghĩa sau lưng anh, nghĩa là hợp tác với người ngoài để đối phó với người nhà. Nếu Hạ Dung thực sự nghĩ đến anh một chút, cũng sẽ không làm điều này. Hạ Dung lau nước mắt, đứng trước xe ngựa nhìn anh, cố gắng gợi lại những tình cảm xưa cũ. Anh hỏi, chúng ta từng rất thân thiết mà, anh quên rồi sao? Khi anh 7 tuổi bị bệnh, nhà họ Đỗ không ai phát hiện, mẹ em đêm khuya đi mời đại phu chăm sóc anh một đêm, sáng hôm sau, mắt mẹ đỏ hoe. Anh cười khổ, nhưng em họ, chúng ta đã lớn rồi. Họ không còn là những đứa trẻ nữa, khi đó anh là công tử nhà họ Đỗ, có thể cho Hạ Dung đồ chơi, phấn son, tiền bạc, nhưng chỉ có vậy thôi, bây giờ anh chỉ là chủ nhỏ của một y quán tồi tàn, anh không thể đáp ứng những gì Hạ Dung muốn ngân thảo dìu hạ dung lên xe ngựa anh đưa cho hạ dung một khoản tiền đủ để cô ở lại kinh thành thêm một thời gian về phần hạ dung muốn ở lại kinh thành hay trở về nhà anh không biết cũng không muốn biết đỗ trường khanh ném trổi đi nhìn về phía xa tự diễu cười ai quan tâm chứ anh không phải là bồ tát sống không thể lo cho tất cả mọi người nhân tâm y quán có một bồ tát sống là lục đồng đã đủ rồi Bồ Tát sống của nhân tâm y quán, lúc này đang cùng Ngân Tranh đi dạo trên phố. Đêm qua quân tuần tra đã phá hỏng nhiều đồ vật, Đỗ Trường Khanh cũng thấy Lục Đồng bị hoảng sợ, nên cho cô một ngày nghỉ, để Lục Đồng và Ngân Tranh tự đi mua sắm những thứ cần thiết cho y quán. Ngày mai là Trung Thu, phố phường đặc biệt náo nhiệt, người đông như chảy hội. Trong khu chợ dựng lên sân khấu kịch, diễn những vở kịch thu hút đám đông không rời. Ngân tranh đi bên cạnh lục đồng, tay cầm kẹo đường và hạnh nhân mới mua, ánh mắt do dự nhìn cô. Lục đồng hỏi, sao vậy? Ngân tranh cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Cô, cô hôm nay bôi phấn à? Lục đồng thiên sinh lệ chất, môi hồng răng trắng, thường ngày ở y quán không hề trang điểm, hôm nay lại hiếm hoi thoa một lớp phấn mỏng lên mặt. Phấn là đỗ trường khanh tặng, nói là hàng mới của tiệm minh ngọc trai tháng trước tốn của anh nửa quan tiền. Đỗ Trường Khanh chê lục đồng mặc như bà cụ non, bảo cô là thiếu nữ nên thỉnh thoảng cũng phải chăm chút bản thân. Kết quả lục đồng khóa ngay vào dương, lại bị ngân tranh lén lấy ra đặt trên bàn trang điểm. Không ngờ hôm nay lục đồng lại dùng. Lục đồng cao mày, lạ lắm sao? Không lạ, ngân tranh vội xua tay, cười nói, rất đẹp. Điều này không sai, lục đồng vốn đã có ngũ quan đẹp, chỉ là bình thường cô lạnh nhạt, không thích trang điểm, nên dung nhan có phần bị che lấp. Nhưng hôm nay, với bộ váy dài màu vàng nhạt, mái tóc cài vài nhánh hoa quế tươi, làn da trắng như tuyết, mắt phượng lông mày liễu, môi hồng nhẹ nhàng, đẹp hơn cả hoa cúc. Ngân tranh nghĩ, một cô gái đẹp như vậy, nếu không làm y quán đại phu, ở tuổi này chờ cưới, chỉ sợ người đến cầu hôn đã dẫm nát cửa rồi. Đang nghĩ đến đây, lục đồng bỗng dừng bước, nhìn về phía trước. Ngân tranh nhìn theo ánh mắt cô. Trước mặt là một môi phủ trống trải. Cánh cổng đỏ, những chiếc đèn lồng điêu khắc tinh xảo treo dưới mái hiên đã bị tháo xuống, vứt bừa bãi khắp nơi. Dấu niêm phong của quan phủ như hai sợi dây xích nhẹ nhàng nhưng nặng nề, khóa chặt cánh cửa. Trên xà nhà, một tấm biển vàng bị treo nghiêng, như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Không lâu trước đây, đây vẫn là cánh cổng hoành tráng xa hoa, chỉ vài ngày, trở nên tiêu điều, vắng vẻ, như một ngôi nhà ma người ta tránh xa. Lục đồng cúi mắt, đây là phủ của thẩm tra quan của Viện Hình Sự, Phạm Chính Liêm. Phạm Chính Liêm hiện đang ở ngục giam, gia quyến cùng thân thích đều bị liên lụy, người hầu trong phủ chạy hết. Mặc dù án của thi hình chưa có kết quả, nhưng ai có người thân làm quan ở Kinh Thành cũng biết tình hình của nhà họ Phạm không mấy khả quan. Ngay cả thị lang bộ lễ còn không cứu được, huống hồ gì một thẩm tra quan của viện hình sự, quan trường cần bậc thang để leo lên, nhưng người dựng thang cũng gặp nạn, người trên thang cũng không thể yên ổn. Phạm chính liêm lần này khó thoát, tấm biển còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lục đồng ngẩng đầu nhìn tấm biển nhà họ Phạm, thất thần một lúc, bỗng nghe thấy có người gọi cô từ phía sau. Lục đại phu, lục đồng và ngân tranh cùng ngẩn ra, rồi quay lại. Cách phủ Phạm vài bước, có một người đàn ông cao lớn, lông mày rậm, mắt to, khuôn mặt mệt mỏi và uể oải, nhìn Lục Đồng với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Lục Đồng ánh mắt chớp chớp, nói: "Kỳ Lục Sự." Đó là lục sự của viện hình sự, tâm phúc của Phạm Chính Liêm, kỳ xuyên. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.